Vâng, xin chào các bạn, mình là Tú Lan Sét. Thì hiện tại bây giờ mình đang đánh cây vợt Alexis kết hợp cùng với mặt tàu H3 40 độ. Thì hôm nay mình sẽ test thử một mặt dòng mới của hãng Tiberha. Đó là Tiberha Crazy Bull phiên bản Pro. Dòng Crazy Bull mới này có 3 bản, là bản thường và bản VIP và bản Pro. Thì bản Pro là bản cứng nhất, nó sẽ gần tương tự với cái độ cứng với mặt tàu mình đang thi đấu. Thì hôm nay mình sẽ test thử mặt Crazy Bull bản Pro này. Như các bạn vừa thấy thì mình đã sử dụng mặt Crazy Bull Pro để sử dụng kỹ thuật tấn công. Mặt Crazy Bull này thì cho những cái đường bóng giật phải đi rất là ổn định và an toàn. Nhưng mà mặt Crazy Bull bản Pro này thì nó sẽ không có độ bám dính được như mặt tàu mình vẫn hay sử dụng. Nhưng đổi lại nó lại có độ an toàn và chính xác cao hơn so với mặt tàu. Và thêm một yếu tố nữa, khi mà mình di chuyển thì thực sự là cái quả giật phải của mình thấy đường bóng đi rất là ổn định và an toàn. Nên là trong những cái bước di chuyển của mình thì mình sẽ chú ý nhiều vào việc di chuyển chân nhiều hơn so với việc là mình cứ phải tập trung chỉnh tay. Nên là khi mình di chuyển thì nó sẽ có cái độ thanh thoát và nhanh nhẹn hơn. Thì thực ra sở trường của mình là tấn công, nên là mình sẽ chỉ review cho anh em ở trên cái phương diện tấn công thôi. Với mình, khi mình thấy mình sử dụng con Crazy Bull Pro này đem lại cảm giác tấn công phải rất là thích. Nhưng mà bản Crazy Bull Pro này chỉ với mức giá 750.000, anh em đã có thể sở hữu quả giật phải an toàn và chính xác. Cho lại câu cuối với anh em thì với mức giá 750, anh em nên sở hữu con Crazy Bull Pro này.